Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Đại sẽ sử dụng đòn gì để buộc Tổng Trọng rút lui trước Hội nghị Trung ương 10. Chỉ trong vòng hơn 3 năm đầu, sau Đại hội 13 đã có 7 trên 18 ủy viên Bộ Chính trị buộc phải xin thôi chức vì lý do liên quan đến tham nhũng. Với hàng loạt lãnh đạo cấp cao của đảng nhúng chàm, sẽ không có ai thực sự trong sạch cả. Việc hồi tố để lật lại hồ sơ nhúng chàm trong quá khứ thì động đến ai sẽ chết người đó, kể cả Tổng Trọng. Báo Dân Trí loan tin về việc lãnh đạo sở ở Hà Nội bị kiểm điểm. Báo Dân Trí ngày 3 tháng 7 đưa tin chậm tham mưu về khu Sibutra, lãnh đạo sở ở Hà Nội bị kiểm điểm. Bản tin cho biết, tại kỳ họp thứ 17 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, sáng ngày 3 tháng 7, hội nghị đã tiến hành phiên chất vấn về vấn đề thực thi công vụ tại các cơ quan nhà nước thuộc thành phố. Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội Lê Anh Quân cho biết, dự án khu đô thị Nam Thăng Long là dự án lớn trải qua thời gian dài, đã được thanh tra kiểm toán nhiều lần. Theo ông Quân, dự án này là có đầu tư nước ngoài, có chuyển giao không bồi hoàn, liên quan đến cả trách nhiệm sử dụng vốn nhà nước trong đầu tư kinh doanh dự án. Đồng thời, ông cho biết đơn vị đang tiến hành kiểm điểm về việc này theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư. Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Được biết vào năm 2004 khi còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng đã dính đến một scandal nghiêm trọng. Các nguồn tin khả tín đưa ra các bằng chứng khẳng định Tổng Trọng đã từng nhận những khoản lót tay hàng triệu USD trong vụ việc sai phạm đến 3.000 tỷ đồng có liên quan đến dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long vào năm 2002. Đó cũng là giai đoạn ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng 2006-2015. Khi đó, Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng đã tiến hành điều tra vụ án này, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên vụ án phải đóng lại hồ sơ. Để sau đó đến năm 2013, Bộ Chính trị đã buộc tướng Hưởng, cố vấn an ninh, tôn giáo của ông Ba Dũng phải nghỉ hưu. Được biết, dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long, Sibutra là một dự án bất động sản có đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam thời bấy giờ, với số vốn đầu tư đăng ký lên tới 2,11 tỷ USD do tập đoàn Sibutra Indonesia làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến hơn một năm sau, việc xin cấp sổ đỏ của hàng nghìn căn biệt thự tại khu đô thị Sibutra gặp trở ngại do cố tình áp sai thuế một cách nghiêm trọng. Điều đó đã làm thất thoát khoảng 3.000 tỷ đồng nguồn thu ngân sách của thành phố Hà Nội. Để khắc phục, liên ngành thành phố Hà Nội bao gồm Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường và Cục Thuế Hà Nội đã phải đi đến thống nhất ra quyết định đề nghị lãnh đạo Hà Nội thu bổ sung 1.400 tỷ đồng tiền sử dụng đất đối với dự án Sibutra trong số hơn 3.000 tỷ đồng thất thoát. Sau Đại hội 12 liên quan đến vụ bê bối này, ngày 22 tháng 11 năm 2017, Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo kết luận số 2923 trên TB-TTCB về việc quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo quyết định 123 trên 2001/QĐ-UB ngày 6 tháng 12 năm 2001 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2002-2014. Thông báo kết luận nêu rõ sai phạm ở dự án này có liên quan đến việc lãnh đạo Hà Nội thời điểm đó đã cấu kết thông đồng nhằm giúp tập đoàn Sibutra trốn mức thuế áp dụng từ đầu năm 2005. Theo đó, ông Hoàng Văn Nghiên, nguyên chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy Nguyễn Phú Trọng đã thống nhất ưu tiên cho tập đoàn Sibutra nộp thuế theo mức đặc cách. Quyết định của ông Nghiên và ông Trọng lúc đó đã giúp cho Sibutra không phải đóng một khoản thuế khổng lồ. Có những đồn đoán cho rằng, đổi lại, nhà đầu tư Sibutra Indonesia đã cảm ơn hai ông, mỗi ông hai căn biệt thự của dự án này và thêm khoản tiền mặt cho mỗi ông 1 triệu USD. Tuy nhiên, với thế và lực quá lớn của Tổng Trọng lúc đó và sau khi cựu Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời với nguyên nhân đầy bí hiểm, từ đó vụ án này đã chìm xuồng. Hình ảnh Chủ tịch nước Đại tướng Tô Lâm. Được biết, cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm thời điểm đó từng là trợ lý của cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng nên nắm rất chắc về vụ án này. Việc thành phố Hà Nội sáng ngày 3 tháng 7 đột nhiên nhắc lại vụ bê bối này và việc Chủ tịch Tô Lâm về làm việc tại quân khu 9, một thánh địa của cựu Thủ tướng Ba Dũng,
là vấn đề được công luận hết sức quan tâm. Phải chăng đây là đòn rung cây dọa khỉ của Tô Lâm đối với ông Trọng? Đây được coi là đòn knockout cuối cùng buộc Tổng Trọng phải rút lui trước Hội nghị Trung ương 10 sẽ diễn ra trong tháng 10 năm 2024. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Tô Đại sẽ sử dụng đòn gì để buộc Tổng Trọng rút lui trước Hội nghị Trung ương 10. Ngửa bài trước mặt Tô Chủ tịch, thủ chính, đối tác khó lường, đối thủ khó chơi. Chỉ cần chưa đầy một tháng, ông Tô Lâm đã đánh gục Võ Văn Thưởng. Cũng với thời gian ngắn như thế, Tô Lâm vung gươm thì ghế của Vương Đình Huệ gãy và bà Trương Thị Mai cũng ngã lăn ra khỏi chiếc ghế quyền lực của mình. Tất cả mọi đối thủ dưới tay Tô Lâm đều bị hạ nhanh chóng. Tuy nhiên, có một đối thủ mà sau rất nhiều năm, Tô Lâm vẫn chưa thể quật được, mà giờ đây lại còn chia tay ra bắt tay kết đồng minh, đó là ai? Qua bao năm sóng gió trên chính trường, ông Phạm Minh Chính vẫn sừng sững ngay bên cạnh một Tô Lâm có sức mạnh như sóng thần, là minh chứng rõ nét nhất cho nội lực của ông đương kim thủ tướng Cộng sản này. Điều đáng nói là Phạm Minh Chính không phải là người lớn mạnh nhờ ẩn nấp dưới cái ô quá lớn của Tổng Trọng. Vậy có thể nói, đối thủ lớn nhất của ông Tô Lâm hiện nay là Phạm Minh Chính chứ không phải ai khác. Bài tẩy của Phạm Minh Chính đã bị lật, nhưng người chơi bài vẫn chưa thua. Trước khi Võ Văn Thưởng bị đánh, tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo vẫn là vô danh. Công ty này chỉ nổi danh chừng một tháng trước khi ông Thưởng ngã ngựa. Tương tự, tập đoàn Thuận An của Nguyễn Duy Hưng cũng chỉ nổi tiếng một thời gian ngắn trước khi Vương Đình Huệ ngã ngựa. Cả hai doanh nghiệp sân sau được hai nhân vật thuộc tứ trụ nói trên đỡ đầu, có thời gian rất dài ẩn mình để kiếm chác. Đó là những con bài tẩy của các quan chức. Một khi bài đã bị lật ngửa thì người chơi bài cũng phải buông tay chịu thất bại. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ. Còn câu chuyện của ông Phạm Minh Chính thì rất khác. Lá bài tẩy của vị thủ tướng này đã bị lật ngửa cách đây hơn 2 năm, chính là AIC và chủ nhân của nó là Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tô Lâm cũng đã xác định sai phạm của chính quyền tỉnh Quảng Ninh thời ông Phạm Minh Chính là bí thư đối với các dự án giao thầu cho AIC và cũng khởi tố vụ án. Thậm chí Tô Lâm cũng đã đưa viên tướng thiện chiến nhất của ông là Đinh Văn Nơi đến tận sào huyệt của ông thủ tướng, nhưng đến nay vẫn chưa làm gì được. Điều đáng nói là trước khi Tô Lâm cất vó bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì đã có người cung cấp tin cho nữ doanh nhân này cao chạy xa bay. Vậy ai đã giúp bà Nhàn trốn thoát? Dễ đoán, bởi đó chỉ có thể là người đỡ đầu của bà Nhàn. Việc để cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đánh hơi sớm mà trốn thoát cho thấy trong bộ máy điều tra của Tô Lâm có người của ông Phạm Minh Chính. Việc quan trọng là Tô Lâm cần phải moi ra những kẻ nội gián này, nếu không nhất cử nhất động của ông đều sẽ bị Phạm Minh Chính nắm rõ. Tô Lâm cũng rất giỏi cài nội gián. Ông đã thành công cài Vũ Hồng Văn vào cơ quan của Trần Cẩm Tú. Khổ nỗi con bài nội gián mà Tô Lâm cài thì ai cũng thấy. Nhưng con bài nội gián mà Phạm Minh Chính cài vào hàng ngũ của Tô Lâm thì cho đến lúc này vẫn chưa bị lộ. Chỉ cần nhìn vào thế cài người như vậy cũng đủ thấy Phạm Minh Chính, một kẻ vừa cao tay vừa khó lường. Phạm Minh Chính vừa là đối tác khó lường, vừa là đối thủ khó chơi của Tô Lâm. Gần đây, ông Phạm Minh Chính lại bắt tay với ông Tô Lâm để hạ Vương Đình Huệ và dẹp bỏ thế lực của Nguyễn Phú Trọng. Trước mắt, ông Chính nhường cho ông Tô Lâm về nhất và ông Thủ tướng chấp nhận thân phận về nhì. Có vẻ như ông Thủ tướng đang nhún nhường trước Tô Lâm. Thế nhưng một người bề ngoài thì nhún nhường, nhưng sau lưng lại tung hàng, cài vào hàng ngũ của đối tác, thì rõ ràng đây là đối tác khó lường. Với cách bắt tay như thế, việc ông thủ tướng đổi màu tắc kè từ bạn sang thù có khi chỉ như cái lật bàn tay. Chỉ cần cơ hội chín mùi thì đối tác này của Tô Lâm sẽ lại biến thành kẻ thù ngay lập tức. Phạm Minh Chính lúc thì đổi màu thành đối tác, lúc đổi màu thành đối thủ, thật khó lường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Ngửa bài trước mặt Tô Chủ tịch, thủ chính, đối tác khó lường, đối thủ khó chơi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.